hướng dẫn các bạn sửa lỗi Word trên MacBook nha. Nếu mà cái MacBook nó thông báo cái lỗi như thế này, recovery cái file Word á, thì nó bắt bạn khởi động lại Word nhưng mà nó vẫn không được nha. Ví dụ như mình mở lên rồi, đây thì mình sẽ tạo một cái user mới nha. Đầu tiên các bạn vào chế táo, chọn System Preferences, sau đó tới phần user. Bây giờ các bạn bấm vào cái chìa khóa này, nhập password vào nha. Rồi, nếu mà có password thì nhập vô, xong mình bấm một cái dấu cộng. Bấm dấu cộng như này để tạo thêm một cái user mới nha. User này là user admin luôn nha các bạn. Rồi các bạn gõ cái gì cũng được ha. Sau đó nhấn create user. Rồi các bạn bấm ok. Rồi sau khi bấm ok thì các bạn kích cho nó. Bạn chấp nhận nó, bấm bên dưới này chấp nhận nó là admin luôn nha các bạn. Thì khi nó là admin thì mình mới xóa được cái admin cũ đi ha. Đó, sau đó khi mà các bạn tạo xong rồi thì các bạn hãy khởi động lại máy hoặc là vào lại trong system vulnerability này để xóa lại cái account đầu tiên, cái admin trước đó. Ở đây, ví dụ các bạn vào ha. Đó. Các bạn coi thử nha. Đó. Nó cái đường dẫn của nó lưu vào đâu. Rồi sau đó các bạn xóa cái tài khoản nó đi ha. Không cho nó làm admin nữa và xóa nó đi. Rồi các bạn bấm dấu trừ này. Đó. Rồi xóa hết luôn, chọn cái dòng cuối cùng cho mình, chọn delete luôn ha, hết data luôn ha. Cái này thì trước khi các bạn xóa thì các bạn phải backup các cái dữ liệu trên cái user này trước nha. Chứ không xóa đi là tí mất hết dữ liệu nha. Rồi như vậy là các bạn đã xóa xong cái user này rồi. Sau khi các bạn khởi động lại thì cái Word sẽ mở lại bình thường nha. Đó, các bạn khởi động lại nó thì cái Word nó sẽ mở lại bình thường ha. Chứ sửa lỗi mà bấm hoài nó cũng cũng bị à. Cái Word này mình sửa nhiều lần rồi, sửa đủ kiểu rồi, xóa rồi update, rồi xóa tùm lum hết nó vẫn bị nha. Chỉ có cách là các bạn xóa luôn cái user đó đi thì những cái update cũ hay là những cái file cũ của nó sẽ không sinh ra lỗi nữa và nó sẽ không báo lỗi cái Word nữa. Cái Word nó sẽ mở lên bình thường nha các bạn. Nhớ là khởi động lại Mac nha, vào cái user mình mới tạo á. Ha, đó, ví dụ cái user mình mới tạo, cái này nó phải là quyền admin luôn nha. Trên mạng thì chỉ rất nhiều nhưng mà mình cũng làm đủ cách chứ không được, cuối cùng buộc phải tạo một cái user mới. Cái user mới xong mình cho nó làm admin luôn rồi xóa luôn cái user cũ đi. Như vậy thì nó sẽ được nha các bạn. Nó sẽ không báo lỗi nữa. Còn không thì nó cứ báo lỗi hoài. Đó, như vậy nó vào cuộc được rồi ha. Cái lỗi này thì cũng rất đơn giản thôi nhưng mà nhớ backup dữ liệu trước nha các bạn. Nếu không backup trước thì nó sẽ mất hết dữ liệu đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Hãy bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.